Đại thí vô song, Nave Kadariya Devalokan Vajatiti, kệ ngôn Pháp Cú câu 177, Nave Kadariya Devalokan Vajanti, Bala Hawe Napa Sansanti Danang, Tiro Chedanang, Anumo Damano, Tenewasohoti Sukhi Paratha, kêu kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Kệ ngôn Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến cuộc đại thí vô song của vua Pasenadi. Tương truyền rằng, một thời nọ, sau khi Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khu đi du hóa, rồi Ngài trở về trú tại Jetavana gần thành Sawatthi, bây giờ Đức vua Pasenadi đi đến tịnh xá, bạch thỉnh rằng: Bạch Thế Tôn, xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng ngự đến hoàng cung của trẫm thọ thực vào ngày mai. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Đức vua trở về hoàng cung. Vào sáng hôm sau, Ngài cho chuẩn bị mọi vật thực thượng vị để cúng dường, loan truyền trong thần dân rằng: Hãy đến xem sự cúng dường của vua Pasenadi Kosala. Dân chúng tề tụ đến hoàng cung chứng kiến sự cúng dường của đức vua, rồi đại chúng đi đến tịnh xá bạch thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khu nhận lời thọ thực vào ngày mai của thị dân Sawatthi. Vào sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi vật thí thượng vị, đại chúng đến tâu với đức vua rằng: Tâu bệ hạ, xin thỉnh bệ hạ ngự đến xem chúng thần cúng dường Đức Thế Tôn và chư tăng. Sự cúng dường của thị dân hơn hẳn đức vua ngày hôm trước. Khi đức vua ngự đến xem, thấy thế nghĩ rằng: Dân chúng cúng dường hơn cả ta rồi, một vị vua như ta không thể thua chúng thần dân. Thế là đức vua bạch sinh cúng dường tăng chúng, có đức Phật là vị thượng thủ vào ngày mai, đức vua lại cúng dường hơn thị dân Sawatthi. Cứ như thế, cuộc tranh tài về thí sự giữa thị dân và đức vua kéo dài đến 6 lần. Đến lần thứ 7 thì chúng thị dân dốc tất cả tài lực vào cuộc đại thí. Cuộc cúng dường của thị dân vô cùng long trọng, không ai có thể phàn nàn rằng trong cuộc đại thí này thiếu đi loại vật được chúng dân đem đến cúng dường. Đức vua kinh hoàng trước đức tin của thị dân. Ngài suy nghĩ: Nếu sự cúng dường của ta mà thua kém chúng dân thì ta còn mặt mũi nào làm chúa của họ được chứ? Đức vua cứ băn khoăn suy nghĩ tìm phương cách bố thí hơn thị dân Sawatthi. Bấy giờ hoàng hậu Malika đi vào yết kiến đức vua, thấy ngài đang đăm chiêu suy nghĩ. Bà hỏi rằng: Tâu bệ hạ, vì sao ngài ủ rũ như thế? Vì sao long thể của bệ hạ có vẻ giả dưỡi như thế này? Nì hậu, hậu chưa biết việc chi hay sao? Tâu bệ hạ, thần thiếp nào biết được việc gì đâu. Đức vua tường thuật lại cuộc thi tài cúng dường giữa mình với thị dân đã trải qua 6 lần bất phân thắng bại cho hoàng hậu nghe tận tường. Bây giờ hoàng hậu tâu rằng: Tâu thánh thượng, xin ngài chớ nhọc tâm suy nghĩ nữa. Lẽ thường là vị chúa tất phải hơn chúng dân chứ. Ngài hãy nghe và biết như thế đi, thần thiếp sẽ giúp bệ hạ thắng trong cuộc thí sự này. Hoàng hậu tâu với đức vua như thế vì nàng muốn rằng sự cúng dường tối thắng này do bà sắp xếp. Sự cúng dường này là cuộc đại thí sự, không một thí sự nào có thể sánh bằng. Tâu đại vương, xin ngài hãy cho làm nhà trai đường bằng cây quý, nền được sang bằng phẳng, mái nhà là cây mà phải là cây sola mới được. Trai thí đường này rộng rãi, đủ chỗ cho Đức Thế Tôn cùng 500 vị tỳ khu ngồi theo thứ lớp cao thấp, được phân theo hạ lạc. Bên ngoài là sân rộng dành cho đại chúng. Hãy cho làm 500 cây lọng trắng. Lọng che Đức Thế Tôn là lọng 2 tầng, còn những vị tỳ khu là lọng 1 tầng. Chọn 500 thất tượng thuần hóa để cầm lọng che cho các ngài. Cho làm từ 8 đến 10 chiếc thuyền vàng đặt giữa trai đường. Trong thuyền ấy chứa đầy hương trầm chiên đàn được tán nhuyễn. Cho những nàng công nương đứng quanh thuyền dùng hoa sen xanh để rải hương thơm chiên đàn, cúng dường đức Phật và chư tăng. Cho mỗi vị công nương đứng hoặc hầu 2 vị tỳ khu và rải hương hoa cúng dường khắp hướng. Những vị công chúa trẻ tuổi sẽ mang vật thơm được tán nhuyễn đổ vào thuyền, mùi hương thơm sẽ thơm ngát ngôi trai thí đường ấy. Rồi đại vương cho dân những vật thực có đầy đủ hương vị tối thắng đến Đức Thế Tôn cùng chư tăng. Như thế bệ hạ sẽ thắng cuộc, vì thị dân làm sao có được voi thuần hóa, cũng không thể có những công nương xinh đẹp trang điểm lộng lẫy phục vụ chư tăng và Đức Thế Tôn. Xin thánh thượng hãy thực hiện như thế đi. Lành thay này ái hậu, đức vua thực hiện y theo lời của hoàng hậu Malika. Mọi việc tiến hành được thuận lợi và tốt đẹp. Chỉ riêng về tượng chiến thì chỉ có được 499 con là thuần hóa, có thể điều khiển voi, dùng vòi quấn lọng hầu chư tăng mà thôi. Đức vua bối rối,
hỏi hoàng hậu rằng: Này hậu, voi chiến thuần hóa chỉ có được 499 con thôi, thiếu mất một con, vậy trẫm phải xử trí ra sao bây giờ? Tâu bệ hạ, không có đủ 500 voi chiến sao? Nì hậu, tượng chiến thì có nhiều, nhưng tượng được thuần hóa rồi chỉ có 499 con thôi. Lại nữa, có con tượng rất hung dữ, e rằng nó sẽ nổi cơn hung bạo như cuồng phong, làm hại đến chư tỳ khưu. Tâu bệ hạ, thần thiếp biết cách sắp xếp hung tượng ấy vào đâu rồi. Bệ hạ hãy cho hung tượng ấy đứng cầm lọng hầu ngài Angulimala đi. Đức vua y theo lời của hoàng hậu Malika. Khi hung tượng cầm lọng đứng hầu trưởng lão Angulimala thì nó trở nên hiền thục như đã từng được dày công huấn luyện. Nó cúp đuôi vào hai chân sau, hai tay phe phẩy, đứng ôm lọng, nhắm mắt che cho trưởng lão Angulimala. Chúng thị dân trông thấy như thế suy nghĩ rằng tượng này có tiếng là hung dữ bậc nhất, thế mà trưởng lão Angulimala chinh phục được tượng hung hãn ấy. Đức vua sau khi cúng dường Phật thật thượng vị loại cứng loại mềm đến chư tăng, rồi cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư tăng, trải qua 7 ngày như thế, đến ngày thứ 7 thì Đức vua bạch rằng: Bạch Thế Tôn, trong cuộc đại thí vật trọng thể này, ngoài những vật bất hợp lẽ, vật nào dân cúng hợp pháp? Trẫm xin cúng dường tất cả đến Đức Thế Tôn và chư tỳ khưu tăng. Người ta bảo rằng trong cuộc đại thí ấy, Đức vua đã tiêu hết 14 cô ti tiền vàng trong một ngày, cả bốn vật là lọng, bảo tọa, chân bát và bệ kê chân dành cho Đức Phật và chư tăng tỳ khưu đều là những vật vô giá, toàn bằng vàng ròng cả. Không một ai có thể cúng dường thí vật tối thắng hơn vua Pasena đi được. Và trong đời Đức Phật hiện tiền, kể cả chư Phật quá khứ, các ngài chỉ có một lần đại thí vô song mà thôi, và cũng phải do người nữ sắp xếp sự cúng dường ấy đến bậc đạo sư được thành tựu viên mãn. Đức vua Pasena đi có hai vị quan đại thần là Kala và Junha. Vị đại thần Kala có sự suy nghĩ thấp kém rằng: Ôi, sự tổn hại đã đến và vây hoàng tộc rồi. Đức vua đã bỏ ra 14 cô ti tiền vàng trong mỗi ngày cho đại thí này, cúng dường đến các vị sa môn ấy. Khi các vị ấy chỉ có ăn rồi ngủ mà thôi, công khố của hoàng tộc sẽ đi đến chỗ suy vong mất. Hoàng tộc có sự tổn hại như vậy rồi. Riêng đại thần Junha thì hoan hỷ, nghĩ rằng sự cúng dường của đức vua thật là thù diệu và hy hữu. Ngoài ngài ra không một ai có thể cúng dường thí vật cao thượng được như thế nữa. Đức vua không chia phần phước báu của mình đến các chúng sanh, việc như thế sẽ không hề có đến cho ngài đâu. Vậy ta hãy hoan hỷ với phước báu cao thượng của đức vua Pasena đi. Khi Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu đã thọ thật xong, tay rời khỏi miệng bát, đã ngăn vật thực, đức vua đến nhận bát và lời phúc chúc tùy hỷ nơi bậc đạo sư. Đức Thế Tôn suy nghĩ: Đức vua cúng dường đại thí như vậy ví như dòng nước lớn được khai mở, nhưng đại chúng hoan hỷ không nhỉ? Ngài dùng trí quán xét, thấy được hai nguồn tư tưởng của hai vị đại thần và quán tiếp, ngài thấy rằng nếu Như Lai tùy hỷ phước cho xứng đáng với phước báu của đức vua thì đại thần Ca Lá sẽ vỡ tim, đầu bị bể thành bảy mảnh mà chết. Trái lại, đại thần Junha sẽ chứng đạt dự lưu quả. Với tâm đại bi đối với đại thần Ca Lá, ngài chỉ tùy hỷ phước bằng bốn kệ ngôn ngắn, rồi từ nơi ngồi đứng dậy cùng tăng chúng trở về tịnh xá. Khi về đến Shetawana, chư tỳ khưu hỏi trưởng lão Angulimala rằng: Này hiền giả, hiền giả thấy con tượng hung dữ ấy đứng cầm lọng che cho mình như thế, hiền giả có hãi kinh chăng? Này chư hiền, tôi không có sự sợ hãi đó đâu. Chư tỳ khưu cho rằng trưởng lão là người khuê thượng nhân pháp, là đạo quả A-la-hán, nên trình bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ khưu Angulimala đã nói điều phi chân, sai với ý của mình. Nì các tỳ khưu, Angulimala hằng không còn kinh sợ nữa. Con của Như Lai giống như ngưu vương giữa đàn bò, tức là đồng với bậc vô lậu rồi. Ngài thuyết lên kệ ngôn trong phẩm Bà La Môn rằng: Ta nói rằng người dũng cảm, cao thượng, hùng dũng, người tầm cầu ân đức lớn, người chiến thắng đặc biệt, người không rúng động, người đã rửa sạch mọi ô nhiễm, người đã giác ngộ, đó gọi là Bà La Môn. Riêng đức vua Pasena đi u sầu khi nghe Đức Thế Tôn chỉ tùy hỷ phước bằng bốn câu kệ ngắn rằng: Bậc đạo sư đã không tùy hỷ phước xứng đáng với sự cúng dường của ta. Giữa hội chúng, ngài chỉ thuyết lên có bốn câu kệ ngôn vắn tắt như thế, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về,
có lẽ ta đã thất kính với Đức Đạo Sư, đã cúng dường bất xứng đến Ngài rồi chăng? Có phải chăng ta đã làm cho Ngài không hoan hỷ? Lẽ ra Ngài sẽ tùy hỷ phước xứng đáng với đại thí này rồi, vì Ngài hằng tùy hỷ xứng đáng với những ai hằng hành đại thí hạnh kia mà. Đức vua đi đến tịnh xá Jetavana vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi bạch hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, có phải trẫm cúng dường vật không thích hợp chăng, hay là vật cúng dường của trẫm không được thanh tịnh, hoặc trẫm chỉ cúng dường vật bất xứng, còn vật thích hợp lại không cúng dường? Tâu đại vương, vì sao đại vương lại hỏi Như Lai như thế? Bạch Thế Tôn, vì trẫm thấy Ngài tùy hỷ phước đại thí, chỉ bốn kệ ngôn ngắn. Này đại vương, đại vương đã cúng dường đại thí vật vô song, đó là sự cúng dường thí vật không sự cúng dường thí vật nào có thể so sánh được. Trong đời chư Phật, chỉ có một lần vô song thí như thế thôi. Lẽ thường, đại thí như thế, người thường khó làm. Nếu sự kiện là như thế, vì sao Đức Thế Tôn lại không phúc chúc cho xứng với đại thí như thế? Này đại vương, vì trong hội chúng của đại vương không được trong sạch. Bạch Thế Tôn, vậy trong hội chúng có lầm lỗi chi thế? Đức Thế Tôn thuật lại hai ý nghĩ của Đại Thần Ca Lá và Đại Thần Jun Há, rồi cho vua biết rằng với tâm đại bi mẫn đối với Ca Lá, nên Ngài chỉ phúc phước ngắn gọn bằng bốn câu kệ mà thôi. Được nghe như thế, Đức Vua trở về Hoàng Cung cho đòi Đại Thần Ca Lá đến hỏi rằng: Này Ca Lá Khanh, được biết rằng Khanh có ý nghĩ như thế phải chăng? Tâu Đại Vương, có thật như thế. Này Khanh, ta và hoàng tộc đâu có dùng tài sản của Khanh hay của gia tộc Khanh để cúng dường, trẫm cũng không có làm điều chi khiến Khanh buồn phiền cả. Vậy thì tài sản nào mà trẫm đã ban cho Khanh, Khanh hãy mang theo đi, Khanh hãy rời khỏi vương quốc của trẫm. Đức vua sau khi tần xuất Đại Thần Ca Lá ra khỏi vương quốc rồi, Ngài cho gọi Jun Há đến phán hỏi rằng: Được nghe rằng Khanh có được ý nghĩ như thế phải chăng? Tâu bệ hạ vâng. Lành thay, lành thay, trẫm rất hài lòng về Khanh. Trẫm sẽ ban cho Khanh ngôi vị quốc vương trong 7 ngày. Khanh toàn quyền xuất cửa kho ra hành thí hạnh như trẫm đã làm. Đức vua Pasenadi giao vương quốc cho Đại Thần Jun Há trị vì 7 ngày. Rồi Đức vua đến trình lên Đức Thế Tôn việc làm của mình, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy nhìn thấy hậu quả xấu của kẻ cuồng si kia. Y đã khinh thường sự tín thí của trẫm cúng dường như thế đấy. Đức Đạo Sư phán rằng: Thật vậy, này đại vương, kẻ ngu không hoan hỷ với thí hạnh của kẻ khác là người sẽ nhận lấy khổ cảnh sau này. Còn bậc đại trí có sự hoan hỷ thí hạnh của kẻ khác nên nhận được thiên giới sau này vậy. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Đúng như vậy, người hà tiện không lên cảnh trời, kẻ cuồng si không tán dương đức quảng đại, người thiện trí hoan hỷ bố thí, do đó được hạnh phúc về sau. Chú giải: Kadariya nghĩa là người có sự bỏng sẻn, rống rít, người không biết lợi ích đời này và đời sau, gọi là ngu nhân. Sukhi Paratha nghĩa là bậc trí khi thọ hưởng thiên sản, gọi là người có sự an lạc về sau, vì chính do quả phước tùy hỷ về sự bố thí đó. Dứt kệ ngôn, Đại Thần Jun Há chứng đắc pháp nhân, pháp thoại mang lại lợi ích cho đại chúng như thế. Đại Thần Jun Há đã cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng chư tăng trọn cả 7 ngày như Đức Vua Pasenadi thường làm. Dịch giả cẩn đề: Vua với dân thành gắng sức đua, trai tăng làm phước chẳng ai thua, nhờ bà Mạc Lị bày mưu trước, dân chẳng làm hơn nội đức vua. Trong lễ trai tăng bất nhị này, 500 voi lộng hộ tăng thầy, thêm ban chiêu đãi dòng vương giả, vật thật hương hoa cúng đủ đầy. Dầu vua thiết lễ tốn nhiều tiền, Phật chẳng khen theo lẽ tự nhiên, vì có đại thần không đắc ý, sợ ông vỡ sọ phải quy thiên. Phật dạy trai tăng phước thật nhiều, người tâm tùy hỷ cũng đồng siêu, kẻ ngu bóng rít không khen tặng, lợi ích không cầu họa hại chiêu, dứt tích đại thí vô song. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui,
thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.